cho mẹ nó. Hả? Đi về. Sắp mưa rồi kìa. Nhanh đi về con. Lấy. Đi về thôi nào. Nhanh lên. Sắp mưa rồi kìa. Nhanh. Sao thế? Ăn gì ấy? Ui, ăn gì trong miệng đấy? Hử? Ăn gì trong miệng đây? Hử? Ăn gì vậy mày xem nào? Mày xem một cái thôi, ăn cái gì? Không á. Không, có kia, có kia. Sắp mưa rồi, thấy không? Rồi chưa? Nào. Không, không đi, không kêu nữa. Đi về. Đi ơi. Không kêu nữa, đi về. Tắm rửa. Đi về nha. Đi về thôi. Ăn gì trong miệng? Mày xem nè, ăn gì nè. Nhả ra một cái thôi. Nhả ra một cái mày xem nè. Đi. Này mày xem nào. Cái này cái mày xem ăn cái gì nè, ăn gì nè. Đâu. Trời ơi. Cái quả cái trứng cá này. Thôi, không lên nữa, đi về. Ôi ăn thằng túi này luôn này. Tao đi về tắm nha. Sắp mưa rồi. Mưa, con nhìn thấy kia không? Thấy sắp đen thui, sắp mưa thấy không? Trời ơi. Đi chơi con nó ăn kìa, hai túi đầy luôn này. Ôi ơi, nghịch ngợm. Đi về nhà tắm, muộn rồi nghe con. Nghe chưa, để mưa lạnh đấy. Đấy, con ăn hết trong túi đi nha. Xong rồi mẹ chuẩn bị nước rồi tắm cho con nghe chưa. Ngồi ra ăn hết đi. Sớm rồi hay sao ấy, cứ đi qua đi lại bên đấy chơi. Thằng thủ tắm thì mày thấy hết mưa rồi, cầm cái mưa tắm thì không thoải mái nha. Nhột.
trời dông lên. Nghe mà trời ơi. Xuống lặn xuống nước luôn cho nó sạch cái đầu tóc trên đây nha. Lặn xuống đi. Ngâm mình thế á. Ui đã quá. Ly phát hiện cái trứng cá đó là thế là ngày nào cũng qua hái bằng được cho coi. Đi vô bạn đã cho ít ca thêm cho ăn nè. Nào, chị bao mấy? Không được. Đi vô nha. Không bao đi vô nha. Bạn có bơi nữa không nào? Bơi nữa không đi vô nào. Vô nha. Gì còn nhả đây nữa này. Còn nữa? Còn nữa không? Nhả hết ra một lần đi. Còn nữa không? Hết rồi à? Nằm xuống mặt đáy nè. Quăng thêm cái gì nữa không? Mà xuống đây ít, cho con thêm ít nữa nha. Ít cái cây nha. Đấy, mày nhả ra nữa.
Nóng quá à. Này, con ngồi kia, mày xuống cho ấm hả? Rồi, ngồi cho ấm. Không, không ôm nữa. Thế rồi, con xuống đây, ngồi cho nó ấm. Để xuống mình lấy sữa trái cây cho con nha. Nhìn biểu cảm cái mặt Lily biết ngay đúng không? Thương em suốt ngày đi ra ngoài cây hái trái cây ăn. Thế thôi nha, con ngồi đây uống sữa rồi cuối học sĩ với mẹ nha. Mày dọn cái này xuống, con mang mày dọn xuống nha. Mày có một tủ lạnh tí ăn sau nha.